Bé Sòi ơi, hai cha con đang làm gì? Hả? À, chú đi làm gì? Bé Sòi ơi, nay bé Sòi chú đây làm gì nè? Phá nè. À, nay bé nói chuyện với bé Xoài. Ơi bé Xoài ơi, bé trời ơi, làm gì vậy? Chào ông bà cô chú bé Xài, con làm gì vậy? Con chơi gì vậy? Anh hai đây, anh hai lại chơi bé nè, lại chơi em chút nè. Làm gì mà ngồi thần thừ vậy Mộc? Hả? Chơi mấy miếng nhỏ 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 không? Chơi gì? Chơi vậy đó hả? Cầm miếng nhỏ nhỏ chơi vậy hả? Thích chơi miếng nhỏ 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 không? Rồi, rớt rồi. Chưa, chuẩn bị đi ngủ chưa? Bé Xài, chào ông bà cô chú đi ngủ bé Xài. Bé Xài đâu rồi? Quậy lắm nha. Đây nè. Rồi bye bye ông bà cô chú nè, bé Xoài, bé Xoài rớt nữa. Bé Xoài không phải bye bye à, Mập có bye bye không? Mập giống như tượng vậy.